Ngày thứ hai tổ chức doanh nghiệp ha. Trong bài này thầy giới thiệu ba nội dung. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về công tác tổ chức trong doanh nghiệp là như thế nào. Thứ hai là lựa chọn cơ cấu tổ chức cho nó phù hợp. Và thứ ba là vấn đề sử dụng cái quyền lực trong quá trình quản trị. Nào chúng ta theo dõi trên bảng nha. Chúng ta hiểu thế nào là tổ chức. Trường ta là một tổ chức giáo dục. Cái chữ này, chữ tổ chức này nghĩa là danh từ hay là động từ hay là tính từ. Nha. Trường ta vừa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Chữ tổ chức này là danh từ hay là động từ hay là tính từ. Nha. Ban giám hiệu nhà trường đang tổ chức lại bộ máy hoạt động cho phù hợp tình hình mới. Thầy, em xin trả lời là trường ta là một tổ chức giáo dục, là ở đây là tổ chức là dân tư. Tổ chức này là tổ chức danh từ. Nghĩa của chữ tổ chức này nghĩa là sao? Nghĩa là một tổ chức đại diện cho dân chủ, một đơn vị Tổ chức này có nghĩa là một đơn vị, đúng không ha? Tổ chức này là một đơn vị, rồi thầy đồng ý. Câu thứ hai, trường ta vừa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Cái chữ tổ chức này là danh từ hay là động từ? Trường ta vừa tổ chức lễ kỷ niệm là cái nhóm tư tổ chức ở đây là động từ. Rồi, cái chữ tổ chức này có nghĩa là thế nào? Dạ, tổ chức ở đây nghĩa là một cái nhóm tổ chức, một cái hoạt động nào đó. Một hoạt động, sắp xếp, bố trí, đúng không? Chuẩn bị, đúng không em? Dạ. Rồi. Câu thứ ba, ban giám hiệu nhà trường đang tổ chức lại bộ máy hoạt động cho phù hợp tình hình mới. Vậy thì cái chữ tổ chức này nghĩa là sao? Nó có phải giống như cái tổ chức thứ hai không? Dạ, thưa thầy, bên chỗ nhóm tổ chức này là khác với nhóm tổ chức của câu thứ hai. Khác chỗ nào? Dạ, đây là tổ chức là cũng sắp xếp lại các cái hoạt động. Sắp xếp lại hoạt động hay là sắp xếp lại các đơn vị? Theo em thì sắp xếp đây là sắp xếp hoạt động hay là sắp xếp các đơn vị? Thưa thầy, là sắp xếp lại cả cái bộ máy hoạt động của đơn vị. Ở đây đang tổ chức lại bộ máy hoạt động của đơn vị có nghĩa là sắp xếp lại các cái đơn vị. Và cái chữ tổ chức này nó có một cái nghĩa đặc biệt mà trong quản trị chúng ta đã học. Nó không phải tổ chức theo kiểu như là tổ chức tiệc hay là tổ chức họp hành. Không phải là tổ chức nghĩa theo đó ha. Và thì chúng ta đi tìm hiểu cái định nghĩa thế nào là tổ chức trong cái công tác quản trị. Khái niệm tổ chức ở đây thứ nhất là bao gồm ý nghĩa là sắp xếp lại số, xác định số bộ phận. Thứ hai là xác định quyền và trách nhiệm của từng bộ phận. Và thứ ba là xác định mối quan hệ giữa các bộ phận. Thì cái chữ tổ chức trong quản trị nó bao gồm ba ý nghĩa đó. Và cái chữ tổ chức ở trong quản trị học đó, là người ta muốn nói đến. Một là xác định cái cơ quan đó nó sẽ có mấy phòng, nó sẽ có mấy ban, rồi nó sẽ có mấy tổ, nó sẽ có mấy đội vân vân. Và tiếp theo nữa là từng bộ phận một thì quyền của bộ phận đó là gì và trách nhiệm của từng bộ phận đó làm gì. Việc làm này nhằm bảo đảm là sự vận hành của đơn vị đó không bị chồng lấn lên nhau. Mà cũng không bị cái tình trạng là gì, là có những phần việc mà không ai làm. Và nội dung thứ ba là xác định mối quan hệ của bộ phận, là bởi vì nếu không có một sự sắp xếp theo một trật tự nhất định thì không biết ai sẽ ra lệnh cho ai, không biết ai sẽ nhận lệnh từ ai, vân vân. Như vậy cái chữ tổ chức ở trong quản trị nó gồm ba cái công việc mà thầy vừa nói. Vậy thì cơ cấu tổ chức là gì? Tổ chức là nhằm tạo ra cơ cấu tổ chức. Như vậy cơ cấu tổ chức chính là cái kết quả của công tác tổ chức. Do đó chúng ta định nghĩa cơ cấu tổ chức ở đây là gì? Là tập hợp, ba là tổng hợp các cái bộ phận. Trong đó quyền và các trách nhiệm của các bộ phận cũng được xác định một cách rõ ràng. Và mối quan hệ giữa các bộ phận đó cũng được chỉ rõ. Như vậy
Công tác tổ chức là nhằm tạo ra cơ cấu tổ chức, và cơ cấu tổ chức chính là kết quả của việc việc tổ chức. Thì các bạn cũng không cần phải ghi về cái định nghĩa cơ cấu tổ chức này, vì trong sách quản trị học năm xưa mình học thì cũng đã có, và thầy chỉ nhắc lại cái chỗ này. Công tác tổ chức có cần thiết trong một đơn vị hay là không? Bạn thử tưởng tượng xem, nếu một tập hợp người mà không có một sự chỉ huy, không có một trật tự thì ai điều khiển ai? Nó sẽ giống như một đám hỗn loạn, một đám biểu tình. Và trong trường hợp như vậy thì không thể thực hiện được bất cứ cái việc gì hết. Như vậy, cái việc tổ chức đối với một đơn vị này là rất cần thiết. Nhờ có công tác tổ chức mà sao? Nó sẽ bảo đảm cho cái hoạt động quản trị nó diễn ra được, và từ đó mới đạt được mục tiêu với hiệu quả là cao nhất. Chính vì vậy mà trong cái công tác quản trị doanh nghiệp thì việc mà chúng ta cần phải làm đó là xác định cái cơ cấu tổ chức của đơn vị mình. Một cơ cấu tổ chức phù hợp nó sẽ phát huy tốt cái hoạt động của đơn vị. Còn ngược lại, một cơ cấu tổ chức không phù hợp thì nó sẽ hạn chế cái sự phát triển, cái khả năng của đơn vị đó. Nó giống như là một cơ thể thì đòi hỏi lại một kích cỡ quần áo. Nếu kích cỡ quần áo rộng quá hay chật quá thì sẽ làm cho cơ thể này khó khăn trong việc vận hành, di chuyển, cử động. Tiếp theo là yêu cầu đối với lại cơ cấu tổ chức. Thì trong quyển học thầy chỉ nhắc lại nha. Và các bạn cũng không nên ghi lại những cái việc, những cái mà chúng ta đã được học. Tuy nhiên, nhiệm vụ thầy vẫn phải nhắc lại, là bởi vì sao? Theo thời gian, chúng ta có thể là sẽ quên. Và khi đó mà chúng ta sẽ thiết kế những cơ cấu tổ chức nó không đáp ứng được những yêu cầu cần thiết, thì lúc đó chúng ta sẽ không phát huy được cái sức mạnh của tổ chức đó. Và thì cơ cấu ở đây đó nó phải phản ánh được mục tiêu và kế hoạch của đơn vị. Thầy lấy ví dụ như mục tiêu của cái tổ chức đó là hoạt động trong ngắn hạn thì cơ cấu tổ chức của nó sẽ phải gọn nhẹ. Còn ngược lại, nếu mục tiêu của đơn vị này là hoạt động ổn định lâu dài thì cơ cấu tổ chức của nó phải bền vững, phải đầy đủ. Cơ cấu tổ chức tạo điều kiện cho các bộ phận phát huy tính sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, tức là không chồng chéo lên nhau. Cơ cấu tổ chức phải tính đến những điểm mạnh, điểm yếu và thói quen của con người, vân vân. Như vậy, ba nội dung chính trong công tác tổ chức mà chúng ta sẽ phải làm. Thứ nhất là chọn kiểu cơ cấu quản trị cho phù hợp. Chúng ta sẽ đề cập trong nội dung thứ hai tiếp theo. Phân chia quyền lực chúng ta sẽ đề cập trong nội dung thứ ba. Và vấn đề định biên thì chúng ta sẽ đề cập tới trong nội dung nhân sự ngày mai. Đây là ba nội dung của công tác tổ chức. Bây giờ thầy nói sang cái nội dung về thiết kế và lựa chọn cơ cấu tổ chức cho nó phù hợp. Yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức là phải linh hoạt. Linh hoạt ở đây có nghĩa là khi tình hình thay đổi thì cơ cấu tổ chức cũng phải điều chỉnh theo cho nó phù hợp. Chứ linh hoạt không có nghĩa là cơ cấu tổ chức không ổn định, không được xác định một cách rõ ràng. Thầy không nói theo nghĩa như vậy ha. Chúng ta hiểu linh hoạt ở đây giống như con cá kè, là khi môi trường thay đổi thì cái màu sắc của nó cũng điều chỉnh theo. Chứ thầy không nói cái chữ linh hoạt ở đây theo kiểu con bạch tuộc, tức là khi thì dài, khi thì tròn. Thầy không nói như ý như vậy ha. Yêu cầu thứ hai là cơ cấu tổ chức phải đáng tin cậy cho nhà quản trị, tức là bảo đảm chúng hoạt động liên tục, truyền tải các thông tin một cách chính xác, phối hợp các hoạt động một cách nhịp nhàng. Đáp ứng những yêu cầu đó thì cơ cấu tổ chức đó nó sẽ trở nên là gì? Đáng tin cậy. Yêu cầu thứ ba là tiết kiệm hay là kinh tế. Nguyên tắc là bộ máy càng gọn nhẹ thì sao? Thì càng tốt,
chúng ta luôn đặt câu hỏi là có cần thiết có bộ phận đó hay không. Nếu câu trả lời là không có bộ phận đó mà đơn vị vẫn hoạt động tốt thì dứt khoát chúng ta không xây dựng cái bộ phận, không thành lập bộ phận đó. Và nếu chúng ta hỏi rằng là cái bộ phận đó mà bỏ đi có được không, câu trả lời là không được, thì bây giờ chúng ta mới duy trì. Như vậy nguyên tắc ở đây càng ít càng tốt. Tại sao cơ cấu tổ chức phải gọn nhẹ? Một bạn nào trả lời cho thầy coi, tại sao cơ cấu tổ chức phải gọn nhẹ? Vâng, tất nhiên là cần một bộ máy càng gọn nhẹ và hiệu quả thầy ạ. Rồi, tại sao? Là trong kinh doanh thì tất nhiên là cái đòi hỏi là cái mức chi phí mình cần đòi bỏ ra thấp mà phải hiệu quả cao trong kinh tế. Đúng, nhưng cụ thể hơn ở đây cái bộ máy mà nó nhiều ra thì như vậy nó tốn cái gì? Là sẽ tốn thêm chi phí quản lý ạ. Tốn thêm chi phí quản lý, tức là trả thêm tiền lương cho những vị trí mới, đúng không em? Dạ vâng ạ. Rồi, còn trả thêm gì nữa không? Có trả thêm tiền trang thiết bị, chỗ ngồi cho các cái vị mới này không? Còn không? Dạ, cần nhiều ạ. À, như, rồi trong quá trình điều hành như vậy là thêm như vậy thì mệnh lệnh nó đi nhanh hay chậm em? Dạ, khi mà thêm thì quá trình điều hành nó sẽ chậm đi ạ. À, như, vì những lý do mà thầy và em vừa trao đổi như vậy thì theo em đó thì một bộ máy càng gọn càng tốt hay là sao đấy, hay là sao? Dạ, bộ máy trong quản lý cần tinh giản gọn gọn nhẹ càng tốt ạ. Rồi bây giờ nếu trường hợp như vậy thầy bỏ đi một bộ phận và thầy bắt các bộ phận khác còn lại là gồng gánh ra mà làm thì theo em, ý kiến em có đồng ý không? Dạ không ạ. À, gọn ở đây là gọn nhưng hiệu quả. Còn nếu mà gọn đến mức mà nó không còn hiệu quả thì chúng ta vẫn phải làm sao? Phình ra không? Tăng ra không? À, tức là không phải phình ra nhưng mà đòi hỏi tất cả bộ phận phải được đầy đủ ạ. À rồi, vậy thầy cảm ơn em ha. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu những cái yếu tố nào nó ảnh hưởng đến việc lựa chọn cơ cấu tổ chức. À, thầy hỏi em thế này em Phương. Khi mà thầy là giám đốc công ty, vậy bây giờ thầy muốn tổ chức cái bộ máy công ty thì thầy muốn tổ chức kiểu nào là quyền của thầy, đúng không em? Dạ. Đúng không ha? Dạ đúng. Rồi thế thì như vậy là cái việc mà lựa chọn hay là xây dựng một cơ cấu tổ chức là ý kiến phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của người lãnh đạo công ty, đúng không? Dạ đúng. Nếu vậy thầy là một đơn vị nhỏ nhưng mà thầy nhìn thấy một cái đơn vị lớn nó tổ chức như vậy, thầy thấy hay, thầy thấy đẹp, thầy thấy thích và thầy cũng bê nguyên cái cơ cấu tổ chức đó về thầy xài, như vậy được không em? Cái đó nếu tùy theo cái cách nghĩ của cái nhà lãnh đạo thôi. Nếu như người ta nghĩ cái mô hình nó hay thì người ta có thể đem về áp dụng tại cái đơn vị của mình. Nhưng mà áp dụng nhưng cũng còn tùy thuộc vào cái tình hình đơn vị của mình, tại vì cái quy mô của người ta là quy mô lớn nhưng mà là quy mô vừa và nhỏ, cho nên là mặc dù mình thấy cái mô hình của người ta hay, mình muốn áp dụng trong đơn vị của mình, nhưng khi mà mình đem về thì mình cũng phải chỉnh đốn lại như thế nào cho phù hợp với cái điều kiện đơn vị của mình. Vậy em có nhìn thấy cái bảng của thầy không? Dạ thấy rồi. Rồi vậy thì theo em ở đây có 7 cái ô vuông, vậy thì đó là ô vuông thứ mấy em vừa nói? Dạ thưa thầy, xin thầy đọc lại câu hỏi giùm em. À, em nhìn thấy trên bảng của thầy có 7 cái ô vuông, 7 ý kiến đó, đúng không? Dạ. À, vậy thì điều em vừa nói đó là nó căn cứ trên cái ô thứ mấy? Dạ, cái ô thứ hai là quy mô và mức độ phức tạp của tổ chức. Vậy bây giờ thầy thêm cái ô thứ 8, tức là như em vừa nói, đó là ý kiến chủ quan người lãnh đạo, được không em? Dạ. Được không? Thêm cái ô thứ 8 nha, tức là ý kiến chủ quan của người lãnh đạo nha, thêm được không? Dạ. Đồng ý hay không? Dạ đồng ý thầy. Sao lại đồng ý được? Em có quyền chọn. Em có quyền chọn, nhưng mà em chọn sai thì không được. Nên ở đây đó, nhìn bề ngoài thì có vẻ là lựa chọn một cơ cấu tổ chức nó phụ thuộc vào cái ý kiến chủ quan người lãnh đạo, nhưng thật ra ý kiến người lãnh đạo phải phụ thuộc vào 7 cái ô vuông mà thầy vừa nêu lên đấy, thì nó mới đúng được. Yeah. Bây giờ đồng ý chưa? Có thêm cái ô thứ 8 không? Có thêm không? Không ha. Rồi, cảm ơn Mỹ Phương nhiều ha. Vậy thì bây giờ các bạn theo dõi trên này có 7 cái ô ha. Và bạn có thắc mắc ô nào
thắc mắc cái ý kiến nào, cái căn cứ nào thì trình bày, rồi thầy sẽ giải thích. Còn nếu mà trường hợp mà bạn không thắc mắc gì hết thì thầy sẽ đi tiếp. Và nếu mà thầy đi tiếp như vậy thì giả sử như thầy ra cái đề thi là theo bạn lựa chọn cơ cấu tổ chức phụ thuộc vào những yếu tố nào và tại sao, thì liệu bạn có tự tin trả lời hay không? Nếu bạn không tự tin thì hỏi, còn nếu bạn tự tin thì bạn trả lời là không có gì thắc mắc và chúng ta sẽ đi tiếp. Đây là những cái yếu tố mà khi mình lựa chọn một cơ cấu tổ chức mình phải dựa vào nó, như nãy thầy đã trao đổi. Vậy thì nếu mục tiêu của tổ chức này là xây dựng thương hiệu để làm ăn lâu dài, vậy thì cơ cấu tổ chức của em, theo em nó là nó sẽ tổ chức theo kiểu gọn nhẹ hay là bền vững? Doanh nghiệp của em có ý định làm ăn lâu dài, vậy thì cơ cấu tổ chức của em sẽ bền vững hay là sẽ là gọn nhẹ thôi? Dạ thưa thầy, phải bền vững. Phải bền vững, rồi. Nếu mà cái doanh nghiệp của em sử dụng công nghệ tiên tiến, tức là một dây chuyền khép kín luôn, còn một doanh nghiệp bên cạnh họ sử dụng một công nghệ lạc hậu, tức là họ phân thành từng công đoạn khác nhau. Thầy lấy ví dụ ha, công nghệ của em là dệt, là bỏ sợi vô là ra vải đã nhuộm luôn, còn bên nhà máy dệt bên cạnh thì một phân xưởng là kéo kén để làm tơ riêng, rồi sau đó một phân xưởng là gì, là xe sợi, rồi một phân xưởng là dệt thành tấm vải, rồi một phân xưởng là nhuộm. Đó, thế thì như vậy thì theo em thì nếu mà công nghệ càng phức tạp thì cơ cấu càng gọn hay là càng phức tạp? Nếu công nghệ càng lạc hậu thì cơ cấu càng gọn nhẹ hay là càng cồng kềnh? Dạ thưa thầy, công nghệ càng lạc hậu thì cơ cấu càng phức tạp. Càng cồng kềnh ha, càng cồng kềnh. Còn công nghệ mà nó hiện đại, nó kiểu như là khép kín luôn thì bộ máy nó sao? Bộ máy nó gọn nhẹ thầy. À, đó là lý do mà người ta cũng muốn là gì? À, hiện đại hóa công nghệ đúng không ha? Rồi. Thí dụ như khi đó, đó cái nhà máy dệt của em chỉ cần một phòng thôi, phòng kỹ thuật thôi là được. Còn bên kia sẽ nhiều phân xưởng khác nhau ha. Rồi. Cái yếu tố địa lý, thầy giả sử ha, cái cơ quan em đó là nó đóng tại Đà Lạt và nó có một cái cơ sở sản xuất tại Bảo Lộc. Tại Bảo Lộc. Thế thì như vậy là bộ máy của em có chia làm hai hay là không? Hay là dồn hết một chỗ vào một nơi? Nếu dồn hết một chỗ vào một nơi thì mọi cái hoạt động của Bảo Lộc như vậy nó là nó phải phụ thuộc vào Đà Lạt và nó phải chạy lên đây nó xin ý kiến. Còn nếu mà cơ cấu tổ chức cho bên kia là giống như một chi nhánh độc lập tương đối, thế thì như vậy bên kia sẽ tự giải quyết công việc của mình. Thì theo em sẽ tổ chức theo kiểu hợp nhất hay là phân ra? Dạ thưa thầy, theo em thì em sẽ hợp nhất đó ạ. Nếu em hợp nhất như vậy đó thì cái việc điều hành mọi cái ở Bảo Lộc nó như thế nào? Nó sẽ phụ thuộc vào Đà Lạt, đúng không em? Dạ. Và như vậy là cái bộ máy ở Bảo Lộc nó nhỏ hay là lớn? Dạ nó nhỏ. Rất nhỏ, đúng không? Vậy thì nó rất nhỏ thì nó có khả năng để điều hành hoạt động tại Bảo Lộc tốt được không? Tốt được không? Được không? À. Dạ thay hỏi lại ạ. Rồi, do em nói là dồn làm một mà, đúng không? Ha? Thì như vậy là tại Bảo Lộc nó có hoạt động tốt được hay không? Bộ máy điều hành nó nằm hết tại Đà Lạt. Trong trường hợp này Bảo Lộc sẽ không vận hành được. Ha? Nó phụ thuộc vào Đà Lạt nhiều quá. Nên khi mà địa lý mà nó phân tán ra như vậy đó, thì bộ máy tổ chức của em cũng sẽ phải làm sao? À, tại Đà Lạt cũng một đơn vị và tại Bảo Lộc em sẽ tăng quyền tự chủ cho nó, xem như là một đơn vị phụ thuộc vào em, chứ không nên là dồn hết một chỗ vào Đà Lạt không thôi. À, Hoàng nghe được chưa? Nghe rồi thầy. À, rồi như vậy đây đó là ta thấy rằng việc mà lựa chọn một cơ cấu tổ chức nó dựa trên nhiều cái yếu tố và nó có những lý do nhất định nha. Nên khi mà thầy yêu cầu bạn làm bài thi mà giải thích
thì bạn cần phải giải thích chứ không phải chỉ là nêu không thôi nha. Rồi tiếp theo, nguyên tắc thiết kế cơ cấu tổ chức, cái này chúng ta cũng học rồi. Cơ cấu tổ chức phải thống nhất điều khiển, phải chuyên môn hóa công việc hợp lý, phải phân ngành một số hoạt động, phải bảo đảm tầm hạn quản trị. Vậy thì các bạn có 30 giây suy nghĩ để rồi chuẩn bị trả lời cho thầy. Đã nói là nguyên tắc thì không có sự thay đổi, không 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 có được cãi lại nha, nguyên tắc là phải tuân theo. Vậy thì tại sao cơ cấu tổ chức nó phải thống nhất điều khiển, nó phải chuyên môn hóa, nó phải bảo đảm tầm hạn quản trị vân vân. Bạn có 30 giây suy nghĩ. Tại vì cái nguyên tắc thiết kế cơ cấu tổ chức phải thống nhất, tại vì nếu mà Thôi không thôi, thống nghe nhất từ 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 nghe thầy sẽ hỏi và chúng ta sẽ cùng trao đổi về từng vấn đề một ha. Đã gọi là nguyên tắc thì như vậy nó không thay đổi, tức là bất di bất dịch phải không em? Rồi. Như vậy nguyên tắc thứ nhất là gì? Cái trong một cơ cấu tổ chức nó phải có sự thống nhất điều khiển, em đồng ý không? nó phải thống nhất này. À, thống nhất. Như vậy theo em mô hình cơ cấu tổ chức của một đơn vị nó có hình chữ A, nó có hình chữ A hay là hình chữ V? Hình chữ A có nghĩa là gì? Một giám đốc và 10 ông lính ở dưới. Hình chữ V là gì? 10 giám đốc và một ông lính ở dưới. Vậy thì theo em cơ cấu tổ chức của một đơn vị nó có hình chữ A hay hình chữ V? Dạ nó phải có hình chữ A. À, hình chữ A ha. Như Dạ. vậy sẽ cuối cùng sẽ có một người cao nhất chỉ huy, đúng không em? Dạ đúng. Thì khi đó nó mới thống nhất được chứ không phải là thống nhì, thống ba, phải không? Rồi. Vậy thì bây giờ giả sử cái hình tháp này nó không nhọn mà hình tháp cụt theo em được không? Tức là ở trên đó là có một ban, coi như ban giám đốc, ba người điều khiển, thì theo em đồng ý không? Ba người Ừ, ban giám đốc. giám đốc thì Không, thầy không nói là ba người giám đốc mà thầy nói ban giám đốc gồm ba người, trong đó có một giám đốc và hai phó giám đốc, ba người cùng điều khiển. Theo em được không? thống nhất theo cái phương án đó, tại vì có một cái ban mà trong cái ban đó đó thì nó có một người cao nhất để điều khiển cái ban đó. Rồi, như vậy là mặc dù là một ban giám đốc nhưng mà trong ban nó vẫn cuối cùng vẫn chọn ra có một đỉnh, đúng không em? Dạ. Như vậy cuối cùng đó là chúng ta thống nhất là cái cơ cấu tổ chức là không được hình tháp cụt nha, mà nó là phải là hình tháp nhọn, đúng không? Dạ. Rồi. Nguyên tắc thứ hai đó, cơ cấu tổ chức phải chuyên môn hóa công việc. Vậy thì theo em thấy chẳng hạn như là trong một trường đại học thì có phòng đào tạo, rồi có phòng y tế, rồi có phòng tài vụ. Thế thì như vậy đó là theo em hiểu đó thì phòng đào tạo là làm gì? Phòng tài vụ là làm gì? Và theo em hiểu á thì nó phân công từng cái phòng vậy đó, là từng phòng nó có một cái chuyên môn khác nhau. Cái phòng đào tạo á thì ví dụ như cái chuyên môn của nó là nó hướng để nó đào tạo về cái lĩnh vực đào tạo thôi, À, tức là còn lo cái chẳng hạn như chuẩn bị cho việc đào tạo, ví dụ như chương trình hay là dạng cơ sở vật chất gì đó, phải không em? Rồi, còn còn phòng phòng tài vụ. tài vụ á thì nó chuyên về môn, về một cái lĩnh vực của nó là tiền bạc, để Rồi. nó thu tiền học phí với những cái lĩnh vực mà liên quan đến Vậy cái kinh doanh bây của giờ tôi. đó, phòng đào tạo đi thu tiền luôn được không em? Cho nó gọn đi, được không? Sao lại thầy nói lại? Phòng đào tạo bây giờ đi thu tiền luôn đi, được không? Dạ vẫn vẫn được, À, vẫn chứ được. nếu mà Chúng ta nói là chuyên môn hóa công việc. Nếu một người mà làm một việc, mà làm hoài một việc thì theo em nó giỏi không? Giỏi không? giỏi thầy, Ừ, còn nếu nhưng mà lúc làm việc này, lúc làm việc kia thì sao? nó sẽ ảnh hưởng, À, nó ảnh hưởng nó chứ. sẽ không có được hay lắm. Nhưng mà nếu mà cái tổ chức của mình nó phân công, nó kim kim này kim kia thì À, nó sẽ phải làm thôi. như vậy là bây giờ nó nhà trường bảo thầy thế này nè, thầy đi giảng dạy ha, thôi bây giờ thầy kiêm luôn là bảo vệ luôn được không em? Được không? Dạ không. À, là không ha. Như vậy đây nguyên tắc đó là như em vừa nói là phải chấn chỉnh lại ha. Người ta khuyên rằng là nên chuyên môn hóa công việc chứ đừng có nên là gì kiêm nhiệm tùm lum hết, vì nó như vậy nó sẽ không giỏi. Em biết rằng khi chúng ta thiết kế cơ cấu tổ chức thì chúng ta toàn quyền vẽ ra nha, toàn quyền vẽ ra. Chẳng hạn như là bây giờ em tổ chức trong một cái khách sạn của em, thế thì cái phòng mà chuyên nấu ăn là chuyên nấu ăn, còn cái phòng mà chuyên dọn dẹp là dọn dẹp. Chứ em vừa sai vừa nấu ăn là đi dọn dẹp thì làm sao mà phục vụ được khách tốt, đồng ý không? Dạ Này, như vậy đã gọi là nguyên tắc thì có được cãi không?
À không, như vậy là không được uyển chuyển theo như mình vừa nói nha ha. Rồi. Tiếp theo nữa đó là với một số hoạt động thì chúng ta phải phân ngành. À, phân ngành. Ví dụ như em thấy trong một công ty người ta có phân ra là chẳng hạn như ngành sản xuất này, ngành sản xuất kia, ngành sản xuất nọ, có tách ra nhau không hay là để chung một ngành luôn? Dạ, có rồi. À, tách ra cũng theo hướng đó ha. Chuyên môn hóa công việc là một, nhưng mà còn là chuyên môn hóa dành về từng lĩnh vực hoạt động nữa nha. À, đây là cái yêu cầu số 3, cái nguyên tắc số 3. Rồi còn cái nguyên tắc số 4 là bảo đảm tầm hạn quản trị. Em có nghe chữ tầm hạn quản trị chưa? Dạ có rồi. À, vậy bây giờ thế này, nếu em trả lời được thế nào là tầm hạn quản trị mà đúng đó, à, thì thầy có phần thưởng đặc biệt cho em đấy ha. À, là em sẽ được cộng một điểm đấy. Dạ Nào, dạ trả lời thử coi nào. theo em nghĩ Ừ. là cái tầm hạn quản trị Ừ. là ví dụ trong một cái sau thầy nói bên cái phòng tài vụ với phòng đào Ừ. tạo á Ừ. thì chuyên về một cái quản trị của cái phòng đó, đó như trưởng Ừ. phòng vậy đó, Ừ. người ta sẽ tầm hạn cái quản trị của ta trong một cái phòng. Ừ. Ví dụ như bên về tài chính đó, thì Ừ. trưởng phòng sẽ giới hạn bên cái tài chính, Ừ. còn bên đào tạo á, thì sẽ có một cái trưởng phòng để tầm hạn của người ta sẽ Ừ. giới rộng bên cái lĩnh vực đào tạo. Ừ. Theo em nghĩ là Rồi. về cái nó vậy á thầy. Rồi, thầy cảm ơn anh Nhật, nhưng mà chắc thầy phải chúc anh may mắn lần sau quá. Rồi, cảm ơn anh Nhật. Nào, các bạn ở Đồng Tháp có ai trả lời cho thầy được thế nào là tầm hạn quản trị hay không? Thầy, tầm hạn quản trị tức là số lượng nhân viên cấp dưới mà nhà quản trị có thể điều hành một cách tốt đẹp nhất. Rồi, thu trinh đó phải không? Dạ. Rồi, em nói lại để các bạn cùng nghe nha. Và các bạn nếu cần thì phải ghi. Tầm hạn quản trị, bạn nói nó là số lượng nhân viên Cấp bạn dưới á cấp thầy. dưới. Ừ, rồi sao Mà nữa? nhà quản trị có thể điều hành. Mà nhà quản trị có thể điều hành Dạ. Một cách một tốt cách tốt đẹp nhất. À, đẹp. rồi. Định nghĩa này rất là đúng như trong sách. Nhưng mà còn thiếu hai chữ. Em khoan buông micro đi. Em vẫn giữ micro đi. Nó còn thiếu hai chữ. Em phải trả lời đúng được hai chữ đó thì em mới có một điểm cộng. Tầm hạn quản trị đó là số lượng nhân viên cấp dưới mà một nhà quản trị có thể quản tốt nhất, còn thiếu thiếu Có thể trực tiếp điều khiển. à đó là số lượng nhân viên cấp dưới trực tiếp mà một nhà quản trị có thể điều khiển tốt nhất, đúng chưa? Dạ. Vẫn thiếu hai chữ em, vẫn thiếu hai chữ. Và bạn nào ngoài bạn Thu Trinh, à bạn Thu Trinh có ý kiến bổ sung không? Còn nếu không thì bạn nào hai chữ nữa thôi, và đặt vào đâu, đó là chữ gì và đặt vào Alo, đâu. Rồi thầy nghe. dạ em xin trả lời là tầm hạn quản trị là số lượng nhân viên cấp dưới của nhà quản trị có thể quản lý trực tiếp điều khiển trong một phạm vi tốt đẹp nhất mà trong quyền hạn của mình ạ. Ừ, vẫn thiếu hai chữ, thầy nghe mặc dù nó dài hơn nhưng mà vẫn thiếu hai chữ. Rồi, Đồng Tháp có ý kiến sao đây? Alo, em Rồi Trần thầy nghe. ơi. Ừ thầy nghe. Rồi em nói thầy nghe. Em có thể nói cái tầm hạn bổ sung bữa nãy Rồi á thầy. nói đi. Tầm hạn quản trị Ừ. là tầm hạn kiểm soát có hiệu quả Ừ. của nhà quản trị đối Ừ. với nhân viên. Ừ. Đó Hết chưa? thầy. Chưa đúng. Dạ Chưa đúng. Lại chúc em may mắn lần sau vậy. Rồi. Trở lại bạn Thu Trinh ở Lâm Đồng ha. Nãy có nói tầm hạn quản trị đây là số lượng nhân viên cấp dưới trực tiếp mà một nhà quản trị có thể quản tốt nhất, nhưng thầy nói vẫn thiếu hai chữ. Thầy cho các em 30 giây cuối cùng đấy. Đó là hai chữ gì? Rồi thầy gợi ý ha. Thầy giả sử như đang giảng trực tiếp tại Lâm Đồng. Vậy thì theo em đó là cái phòng của mình như vậy đó là lớn hay là bé để mà thầy giảng? Lớn có nghĩa là nhiều học trò quá, bé có nghĩa là ít học trò vẫn có thể bổ sung thêm.
theo em như vậy là so với lại một người đứng dạng như vậy đó thì cái phòng như vậy là lớn hay là bé? Lọc lại câu hỏi ha. Giả sử như chiều nay là thầy đang đứng trước mặt tụi em đó, giảng trực tiếp, vậy thì theo em nó là cái phòng mà tụi em ngồi như vậy đó là theo em là nên bớt học trò đi hay là nên tăng thêm học trò để cho nó đạt hiệu quả cao nhất? Cái số lượng đó là nó có giới hạn. Ừ đúng, nó có giới hạn. Theo em à, giả sử em bước lên trên bục giảng em nhìn xuống như vậy theo em thì em thấy là số lượng sinh viên mà ngồi đầy hết luôn tất cả luôn, hàng mọi bàn đều có người ngồi như vậy là vừa đủ hay là dư hay là thiếu theo em? Như vậy là thiếu ạ. Thiếu ha. Dạ. À, thiếu như vậy là theo em thì bây giờ tăng thêm bàn ở chiều dọc hay là bề ngang? Em phải nhớ rằng là khi mà em đứng ở trên để giảng em phải bao quát toàn bộ một cách nghĩa là chặt chẽ nhất thì khi đó mới đạt hiệu quả. Còn nếu mà em đứng ở trên mà em giảng mà ở dưới đó những cái bàn cuối cùng mà do xa quá hay là do số người đông quá mà không kiểm soát được thì khi đó là nó còn hiệu quả không? Nó sẽ không còn Sai. hiệu quả, đúng Dạ, không? nó sẽ À, không hiệu quả. không hiệu Dạ. quả. Đó, thế thì như vậy tầm hạn quản trị nó giống như thế này nè. Bây giờ thầy đứng ở đằng trước đó ha, thầy đứng ở trước mặt tụi em. Thầy sẽ tính thử xem bề ngang như vậy là bao nhiêu người, bề dài là bao nhiêu bàn ha, nhân ra tổng số, ví dụ như là bề ngang là 8 người, bề dài là 7 bàn, như vậy là tổng số là 56 người thì tầm hạn quản trị chính là con số 56. Và với 56 thì như vậy là thầy sẽ quản tốt nhất. Còn ngược lại bây giờ 60 thì thầy sẽ không quản được bởi vì nó đông quá. Nhưng mà ngược lại 40 thì nó không có hiệu quả vì lý do là vẫn phải trả lương cho thầy mà trong khi đó là cũng còn nhiều người có thể ngồi nghe được. Như vậy theo bạn thì hai chữ mà thầy muốn nói đó là chữ gì? Đó là chữ gì? Để hai chữ đi. Ừ, đó là hai chữ gì? Thầy ơi, Rồi thầy nghe. tầm nó hả thầy? Không đúng. Không đúng. Hai chữ đó có phải là tối đa không ạ? Chính xác. Rồi bây giờ em đọc lại đầy đủ nha. Thầy nhắc lại cho em cái định nghĩa mà bạn Thu Trinh nãy nói, tầm hạn quản trị đó là số lượng nhân viên cấp dưới trực tiếp mà một nhà quản trị có thể quản tốt nhất. Vậy bây giờ em đặt chữ tối đa vào đâu? Dạ, tầm hạn quản trị là Ừ. số lượng nhân viên cấp dưới mà nhà quản trị có thể trực tiếp là tối đa điều khiển. Dạ, không, có thể trực tiếp điều khiển và tối đa một cách tốt đẹp nhất. Điều khiển Phải tối không? đa là sao? Đó là em lặp lại lần cuối cùng này. À, dạ, trong quyền hạn Em lặp trong lại lần cuối cùng, bình tĩnh, bình tĩnh, coi chừng mất một điểm. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Rồi, đọc lại lần cuối cùng. Mà các bạn nghe nha, sau khi mà bạn Bảo Quyên đọc xong mà thầy qua phần này đấy. À. Rồi, bạn nói đi. tầm hạn quản trị là số lượng nhân viên cấp dưới tối đa mà nhà quản trị có thể trực tiếp điều khiển một cách tốt đẹp nhất. Rồi, em được cộng một điểm nữa ha. Rồi. Cảm ơn em. Đó là số lượng nhân viên cấp dưới trực tiếp tối đa mà một nhà quản trị có thể quản tốt nhất. Nếu thiếu tối đa, bây giờ thầy quản 4 người cũng được, mà thầy quản 6 người cũng được. À, hai cái đều mang lại cái hiệu quả. Nhưng mà cái số 6 này đó là nó tốt hơn. Nó lớn hơn. Nhưng mà nếu mà giao cho thầy 7 người thì bắt đầu là gì? Thầy rối thì không điều khiển được. Thì khi đó tầm hạn quản trị là 6. Như vậy là chúng ta nhắc lại một chút về tầm hạn quản trị ha. Giờ sang nội dung quan trọng nhất của cái bài tổ chức này. Đó là các kiểu cơ cấu tổ chức quản trị. Thì ở đây đó là có tất cả là 5 kiểu cơ cấu tổ chức quản trị. 5 kiểu cơ cấu tổ chức quản trị. Kiểu thứ nhất, thầy nhắc lại ha, đó là kiểu đơn giản. Kiểu đơn giản tức là sao? Nó không có cái bộ máy quản lý. Như vậy ở trên là lãnh đạo, còn ở dưới là nhân viên. Thì cái kiểu tổ chức đơn giản này đó, nó phù hợp với những cái đơn vị mà hoạt động trong một lĩnh vực.
trong một lĩnh vực và cái số lượng nhân viên là gì? Là ít. Thế thì như vậy, thầy lấy ví dụ như doanh nghiệp Phở 24 thì người lãnh đạo đây tức là chủ tiệm và còn lại là các nhân viên. Như vậy không nhất thiết là phải lập một phòng bảo vệ để chuyên giữ xe, mà cũng không nhất thiết là phải lập nên một cái phòng cung ứng để bưng phở ra, hay là phòng tài vụ để mà thu tiền. Và như vậy không cần phong chức danh gì hết. Như vậy với kiểu tổ chức này đó thì đúng là nó thật sự nó đơn giản, nó rất là gọn nhẹ. Đó là một kiểu. Kiểu thứ hai đó là cơ cấu tổ chức trực tuyến. Kiểu thứ ba là chức năng. Kiểu thứ tư đó là trực tuyến chức năng. Và kiểu thứ năm là ma trận ha. Vậy thì các cái cơ cấu tổ chức này các bạn đã học hết rồi, đã học hết rồi, học trong môn quản trị học. Vậy thì bạn nào trình bày cho thầy cơ cấu tổ chức quản trị kiểu trực tuyến và những ưu nhược điểm của nó và trường hợp nào thì chúng ta nên áp dụng? Các bạn mà trình bày đúng là thầy thầy đều có phần thưởng cả ha. Các bạn nên tích cực tham gia học tập. Cái sơ đồ của cơ cấu tổ chức kiểu trực tuyến như trên bảng thầy đưa ra ha. Vậy là cả Lâm Đồng lẫn Đồng Tháp, bạn nào trình bày thì nhanh chóng ha. Nhanh chóng, và thầy chỉ dành phần thưởng cho người nào trình bày là đúng mà là nhanh nhất thôi. Theo cái cơ cấu quản lý trực tuyến thì Ừ. một cấp quản lý thì nhận mệnh lệnh từ một cấp trên trực tiếp, và cái người quản trị mỗi cấp thì phải có hiểu biết toàn diện về tất cả các lĩnh vực. Ừ. Thì đối với cơ cấu trực tuyến này thì ưu điểm của nó chỉ phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn nếu đối với doanh nghiệp lớn thì không áp dụng được cơ cấu này. Tại sao? Thì đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì người lãnh đạo có thể ra lệnh trực tiếp cho cấp dưới mà không cần cái thông qua các cơ quan chức năng khác. Có phải vậy không? À, thầy lưu ý ở Đồng Tháp lẫn Lâm Đồng nha, trong lúc mà thầy trao đổi như vậy là các bạn tự nghe và tự ghi nha ha. Cái chỗ này các bạn cần phải hiểu đấy. Vậy bây giờ thầy trao đổi với Lê Thúy thế này nè. À, ban nãy chúng ta có nói về tầm hạn quản trị phải không em? Dạ đúng ạ. Đó là một con số ha, con số này trên thực tế đó là nó dao động là khoảng từ 4 cho đến 8 ha, nó dao động từ 4 đến 8. Vậy thì giả sử như là một đơn vị mà lớn, quy mô nó nhiều mà tầm hạn quản trị nó chỉ từ 4 đến 8 và thì số cấp của nó theo em là nhiều hay là ít? Dạ, số cấp sẽ nhiều. Sẽ rất là nhiều. Mệnh lệnh như vậy đi chậm hay là nhanh? Thì mình lại đi rất là chậm. Đi rất là chậm đúng không? Hay việc điều hành nó chờ bên nọ xem xét duyệt rồi cho ý kiến ở bên kia mới làm, vì vậy nó chậm trễ. Như vậy cái kiểu này nó có phù hợp với lại những đơn vị có quy mô lớn không? Dạ không, chỉ phù hợp với quy À mô nhỏ. không. Như vậy lý do để mà chúng ta chọn cái cống này là quy mô là nhỏ thì thôi ha, còn nếu mà lớn thì không nên chọn cái kiểu kiểu này ha. Rồi, theo em đó thì với cơ cấu trực tuyến như vậy, đó là trưởng chi nhánh một này có ra lệnh cho cửa hàng trưởng số 4 hay không? Trưởng chi nhánh một có ra lệnh trực tiếp cho cửa hàng số 4 hay không? Dạ không thể được, Tại sao? tại vì cái trong tầm hạn quản trị của chi nhánh một thì chỉ ra lệnh cho những ba cửa hàng là cửa hàng một, hai và ba thôi, ở còn đây ở cửa hàng đây trong phạm vi chứ không phải tầm hạn. Tầm hạn nó là số lượng nha, dùng chữ như vậy là chưa chưa chuẩn ha. Trong phạm vi chi nhánh một thì chi nhánh một chỉ ra lệnh cho lính của mình thôi chứ không ra lệnh sang lính người khác. Sự phân nhiệm ở đây nó rõ ràng không? Nó rõ ràng có không? có rõ Nó ràng chặt chẽ không? chặt chẽ. Vậy ban giám đốc có ra lệnh cho cửa hàng trưởng số 4 không? Ban giám đốc có ra lệnh cho cửa hàng số 4 hay không? Không ra lệnh cho trưởng chi nhánh. Nếu ban giám đốc muốn ra lệnh cho cửa hàng số 4 thì ra lệnh cho ai? Cho trưởng Cho chi nhánh 2. chi nhánh, cho Để chi rồi nhánh chi hai. nhánh 2 sẽ ra lệnh cho cửa hàng số Số 4. bốn. À, như vậy nguyên tắc của cơ cấu tổ chức trực tuyến là không đi tắt và không đi ngang, không đi chéo, đồng ý không? Đâu À, vì vậy mình người ta mới gọi là trực trực tuyến. Vậy thì cái cơ cấu trực tuyến này theo em nhược điểm của nó là gì?
Nhược điểm của nó là gì? Công việc của chi nhánh 1 này á thì nó chuyên môn hóa hay là nó phải đa dạng? Cái này phải chuyên môn hóa. Nếu chuyên môn hóa như vậy thì chi nhánh 1 nó làm cái gì, chi nhánh 2 nó làm cái gì? À, trong trường hợp này ở đây đó là chi nhánh 1 nó sẽ phải lo hết toàn bộ các lĩnh vực hoạt động khác nhau để nó bảo đảm vận hành ha. Chi nhánh 2 cũng vậy. Và đây cũng là nhược điểm của cơ cấu trực tuyến. Như vậy cơ cấu trực tuyến đó, nó không có chuyên môn hóa được mà nó phải ôm đồm trong đó nhiều nhiều công việc khác nhau. Vì vậy mà cái tính chuyên môn hóa của nó là không không cao và nó là nhược điểm của cơ cấu tổ chức trực tuyến. Em Thúy rõ chưa? Rõ rồi. À, rồi, một cái nữa là theo em thì những cái yếu tố nào dùng làm căn cứ để mà phân chia trong kiểu trực tuyến này, em biết không? Có ba căn cứ đấy. Nhìn trên sơ đồ này ta thấy được một căn cứ. Đó là gì? Đó là yếu tố địa, địa lý. Được chưa? Ha? Như vậy là cơ cấu tổ chức trực tuyến người ta dựa trên yếu tố địa lý mà người ta chia. Em hình dung trong thực tế nha. Chẳng hạn như là công ty xe khách thành phố Hồ Chí Minh, người ta chia ra công ty xe khách liên tỉnh miền Đông và công ty xe khách liên tỉnh miền Tây. Có phải chia theo địa lý không? Dạ đúng. Và trong công ty xe khách liên tỉnh miền Đông thì người ta chia ra khu vực Tây Nguyên, khu vực Bắc Trung Bộ, khu vực Nam Trung Bộ, có phải chia theo địa lý không? Dạ đúng. Rồi, em thấy ví dụ như công ty xăng dầu không? Công ty xăng dầu thì nó chia ra khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3. Trong khu vực 3 thì nó chia ra là các tỉnh này, tỉnh nọ, tỉnh kia. Trong các tỉnh nó chia thành huyện nọ, huyện kia. Thấy không? Dạ có. Rồi, mục đích như vậy khi mà chia theo địa bàn, chia theo địa lý thì như vậy làm sao? Nó lấp kín được cái khách hàng. Được chưa? Đây là một kiểu tổ chức. Còn lại hai yếu tố còn lại em có biết không? Em có biết không? Đó là kỹ thuật và công nghệ Không phải, đó là khách hàng và sản 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 phẩm. phẩm. À, ví dụ chia theo khách hàng ha, chẳng hạn như công ty Phong Vũ nó chia ra là bộ phận bán sỉ, bộ phận bán lẻ. Trong cái bán sỉ này thì chia ra bán sỉ cho doanh nghiệp, bán sỉ cho tư nhân, được chưa ha? Rồi trong cái bán lẻ thì bán lẻ cho thành phố, bán lẻ cho nông thôn, vân vân. Nó chia theo cái hành vi mua của khách hàng nhưng mà chia theo yếu tố khách hàng. Rồi ví dụ như chia theo sản phẩm, chẳng hạn như là công ty Mitsubishi nó chia ra là một bên là gì? Điện tử, một bên là điện điện lạnh. Trong cái điện tử này nó chia ra là gì? Tivi, vi tính. Trong cái điện lạnh nó chia ra là gì? Tủ lạnh, máy lạnh, được chưa? Nhưng mà em hình dung ra đó là cơ cấu tổ chức trực tuyến dựa trên ba căn cứ, một là gì, Địa lý, hai là, hai là khách hàng, ba ba là là sản sản phẩm. Rõ chưa? phẩm. À, rồi thầy cảm ơn bạn Thụy, thầy đánh cho bạn một dấu cộng điểm tích cực. À, như vậy ở đây đó là chúng ta vừa trao đổi về cơ cấu tổ chức trực tuyến nó vận hành như thế nào, ưu và nhược điểm như thế nào, à, và trong thực tế thì nó áp dụng như thế nào và nó áp dụng cụ thể trong những doanh nghiệp nào. Như vậy là đã xong một cái cơ cấu tổ chức. Bây giờ ai trả lời cho thầy cơ cấu tổ chức chức năng là như thế nào? Cái cơ cấu quản trị theo mà kiểu chức năng thì nó phân chia công việc theo là chuyên môn của từng bộ phận. Như vậy như Theo vậy các bộ phận ở đây đó là mình chia là chia theo từng chức năng một đúng không em? À, từng chức năng. Rồi vậy thì cái sự điều hành nó diễn biến như thế nào đây? sự điều hành làm như làm Em nhìn trên sơ đồ ha, em thấy trên là ban giám đốc, rồi sau đó là tới các bộ phận chức năng, ví dụ như bộ phận tư vấn, bộ phận thiết kế, bộ phận thi công. Thầy giả sử đây là công ty xây dựng, trong công ty xây dựng này nó có một bộ phận chuyên là gì? Tư vấn, tức là đưa ra những lời khuyên cho khách hàng nên đầu tư vào đâu. Bộ phận này sống nhờ bằng cái lưỡi. Bộ phận thứ hai là bộ phận thiết kế, cái mũi tên của nó là thiếu, nó kéo dài luôn em, nó kéo dài luôn, cái hình này nó bị chạy, nó bị đứt một tí xíu, nó kéo dài xuống luôn từ ban giám đốc xuống bộ phận thiết kế luôn.
Thì bộ phận này chuyên là gì? Là vẽ, là vẽ các cái kiểu mẫu nhà cho khách hàng. Và bộ phận thứ ba là bộ phận thi công. Bộ phận này chuyên là gì? Biến cái bản vẽ trên giấy thành thành thực tế. Thì mỗi bộ phận này theo em thì công việc của nó là giống nhau hay hoàn toàn khác nhau? Công việc của nó là khác nhau. À, nó khác nhau hết. Vậy thì em đem người của bộ phận tư vấn này sang thi công được không em? Được không? Ta lấy người ở bộ phận tư vấn này bỏ sang bộ phận thi công được không? Không. À không. Tức là các cái công việc hoàn toàn khác nhau nên nó mới tách thành các cái chức năng khác nhau, đúng không ha? Rồi vậy thì bây giờ theo em nhìn thấy là bộ phận tư vấn ở dưới này là các đơn vị ha, các đơn vị hành động. Vậy thì bộ phận tư vấn như vậy em nhìn thấy là nó điều hành từ 1 cho đến 9 đơn vị, nhưng mà nó chỉ điều hành trong phạm vi là gì? Về lĩnh vực tư vấn thôi. À. Và bộ phận thiết kế tương tự như vậy, nó cũng điều hành ra là gì? Cũng 9 đơn vị nhưng mà chỉ trong lĩnh vực là gì? Thiết kế và bộ phận thi công cũng vậy. À, rồi. Nên em thấy là gì? À, nó có nhiều mũi tên nó đi chia ra hết. Vậy em nhận xét cái kiểu quản lý như vậy nè, kiểu cơ cấu tổ chức như vậy thì nó có ưu và nhược điểm gì? Nói thì nghe coi. Cái cơ cấu tổ chức như thế này là có ưu điểm là những người nằm trong cái bộ phận của từng bộ phận nó sẽ có chuyên môn cao Rồi, và chính làm xác. việc thuộc về chuyên môn của mình thì nó sẽ cao hơn, Rồi, chính đạt xác. được hiệu quả tốt. Rồi, chính xác. Cái khuyết điểm là nếu mà chia ra như vậy á, thì không có hỗ trợ được lẫn nhau, thì như là công việc của ai mới làm. Còn về phần người thừa hành thì theo em thì họ có gặp khó khăn gì không? Không, người thừa hành thì chỉ thừa hành cấp trên của mình thôi. À, trong trường hợp này họ có mấy cấp trên, một cấp trên hay nhiều cấp trên? Người thừa hành cái 9 đơn vị đó. Theo em thì họ sẽ có một cấp trên hay là ba cấp trên? tới ba cấp trên. À, cùng một lúc ba cấp trên mà nếu mệnh lệnh không thống nhất với nhau thì theo em thì người thừa hành này nghe lời ai? Người điều hành nghe lời của cái người cao nhất cho thuộc bộ phận của mình, Cao nhất là ai? Thầy. như là trưởng bộ phận, ví dụ như bộ phận tư vấn thì nghe trưởng bộ phận tư vấn, Trong trường hợp này là đơn vị một là thuộc bộ phận nào em? bộ phận tư vấn. Không phải, nó vừa thuộc bộ phận thiết kế mà, tại vì tư vấn cũng ra lệnh cho 9 đơn vị, thiết kế cũng ra lệnh cho 9 đơn vị, thi công cũng ra lệnh cho 9 đơn vị. Như vậy là không thuộc của một riêng ai hết đâu em nha. Nha. Cái mũi tên vẽ thì nó vẽ như vậy, nhưng mà trên thực tế đó thì là gì? Nhận lệnh từ các cấp trên nha. Nên đây cũng là nhược điểm của cơ cấu tổ chức kiểu chức năng, là một lính thì nghe nhiều lệnh và như vậy nó hay bị sao? Rối, nếu mệnh lệnh này nó chồng chéo lên nhau, đúng không em? Vậy thì theo em thì trường hợp nào mới nên chọn cái này và trường hợp nào thì không nên chọn kiểu này? Nếu doanh nghiệp hoạt động trong một lĩnh vực và doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, thì theo em sao? Ví dụ như em thấy công ty Mai Linh nó vừa có vận tải hành khách, đường dài, vừa có vận tải taxi, rồi nó vừa có mở trường đào tạo nữa. Vậy thì những cái công việc này theo em thì để chung một bộ phận hay tách riêng ra? Theo em thì ta vừa có Ví dụ công ty Mai Linh vừa vận tải hành khách đường dài, vừa vận tải taxi, và vừa có đào tạo nghề. em thì tách ra. Tách ra theo từng lĩnh vực. Được chưa? Như vậy là trường hợp áp dụng đây là nếu mà doanh nghiệp đó mà hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau thì nên tách ra từng từng nhóm. Được chưa ha? Vì là nó thuộc cái loại mà có quy mô lớn. Đúng, nó có quy mô lớn. Nhưng mà không những quy mô lớn mà nó hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau nữa. Nha. Giống như là thầy lấy cái ví dụ công ty xây dựng với cái sơ đồ này nè em, được chưa? Nha. Tiếp tục cơ cấu tổ chức kiểu thứ tư, nó là trực tuyến chức năng, trực tuyến chức năng. Trở lại Lâm Đồng.
một bạn nào trình bày cho thầy về cơ cấu tổ chức kiểu trực tuyến chức năng. Chức trực tuyến chức năng là áp dụng trong quy mô lớn. Còn gì nữa không em? Mời từng học đứng lên để thầy dễ dễ thấy và dễ nói chuyện ha. Rồi đây, em nhìn trên sơ đồ trên bảng thấy không? Rồi vậy thì ở đây đó là em có thấy rằng cái cơ cấu này đó, nếu mình xóa ba cái vòng tròn đi thì nó trở thành trực tuyến không? Dạ đúng rồi thầy. Rồi vậy sau đó là gì? Thầy gắn thêm vào đó là các bộ phận chức năng vào, đúng không? Dạ đúng. Và các bộ phận chức năng này ở dưới như vậy nó còn lính không? Dạ không thầy. Không còn lính. Vậy thì nếu mà bộ phận mà được gắn vào mà nó không có lính thì nhiệm vụ của nó là gì? Đó là những người lãnh đạo. Nếu lãnh đạo thì phải có lính chứ, đúng không? Bây giờ gắn vào thì như vậy nó không còn lính, nó không còn lính thì làm sao nó điều hành ha? Nó không điều hành, vậy nó không điều hành thì nó làm gì? Kiểm tra những Sao lại kiểm tra? Không phải kiểm tra. Nó sẽ làm gì? Nó không có quân để mà nó điều hành, chi phối, giám sát. Vậy thì nó làm gì? Nó đang đối phó với ai đây? Trên nó là ai? dạ đang nhắm mắt, Trên là ban giám đốc. Dưới nó là ai? Đâu có ai đâu. dạ ông là ai, Như vậy thì nó sẽ làm gì cho ban giám đốc? lệnh của ban Thừa giám đốc. lệnh. Nhưng mà nếu mà thừa lệnh thì sau đó là làm gì? Chẳng làm gì hết, bởi vì đâu có lính, phải không? Vậy thì cái bộ phận này được gắn vào đây với chức năng là tham. Tham gì? Tham mưu cho ban lãnh Tham đạo, mưu về mặt chuyên môn, ban giám đốc. đúng không ha? Như vậy các bộ phận chức năng ở đây nó được gắn vào, nó được đính vào. Ban nãy chúng ta có nói là nếu mà cơ cấu tổ chức trực tuyến thì nó có nhược điểm là sao, em còn nhớ không? Một mỗi một người lãnh đạo ở các tuyến họ phải ôm đồm nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau, đúng không? Dạ đúng rồi. Và như vậy nó không giỏi. Vì vậy mà bây giờ nếu gắn vào cái bộ phận chức năng này thì như vậy là gì? Thông qua ban giám đốc nó sẽ hỗ trợ được cho về mặt chuyên môn đối với các tuyến, đúng không em? Dạ đúng rồi. Như vậy là các bộ phận chức năng này là không đóng vai trò điều hành mà chỉ chủ yếu đóng vai trò là Tham mưu cho tham ban mưu cho giám lãnh đốc. đạo, đúng không ha? Rồi đó, thế thì như vậy là em thấy nó khắc phục được cái nhược điểm của trực tuyến là ôm đồm, phải không? Và nó cũng khắc phục được cái nhược điểm của chức năng, tức là một lính nhận nhiều lệnh, đúng không? Đúng. Như vậy em thấy rằng cái cơ cấu tổ chức trực tuyến chức năng này nó là nó nhằm khắc phục của từng cái cơ cấu riêng một cái, đúng không ha? Dạ Và trường hợp áp dụng, em tìm cho thầy một ví dụ thực tế, đơn vị nào áp dụng cơ cấu này, tìm được ty không? Công ty điện lực ha. Em có làm ở điện công ty điện lực không? lực. Dạ Không, sao em biết được, nói thì nghe coi. không ạ. Dạ Trên là điện ban giám đốc, trên là ban giám đốc, rồi sau đó là gì? lực Tuyến một lực là cơ nó là cấu ai? đến các tổng công ty chi nhánh cho bên tổng công ty, ví dụ như tổng công ty miền Nam, tổng công ty miền Bắc. Rồi sau đó dưới đó các tổng công ty là gì? Dạ các chi nhánh điện lực. Cái nhánh điện lực ha. Rồi đó là trực tuyến, còn bên cạnh nó chức năng nó là phòng gì? Em thấy nó có phòng gì, phòng kỹ thuật Phòng không? Trong tổng công ty nó có phòng không? Nó có phòng, có phòng thiết kế thi công. có phòng thiết kế thi công, phòng marketing, phòng gì đó, phòng kế toán tài vụ, phòng tổ chức hành chính, vân vân. Đây có phải là những phòng ban chức năng không? Dạ có thầy. Ví dụ của Tường Hồng nói như vậy là chính xác ha. Trường trường đại học có tổ chức theo kiểu này không em? Trường đại học dạ có, nhưng mà có chi nhánh. Ở đây không không nhất thiết là phải có chi nhánh không, mà thầy hình dung cho em thấy nha. Trên là ban giám hiệu, rồi Dạ đúng bên rồi. cạnh là các khoa, Các đó là khoa, các những cái phòng ban. ở dưới các khoa, tức là các bộ môn, đúng không ha? Đó Dạ là trực đúng. tuyến. Còn bên cạnh là phòng đào tạo, phòng tài vụ, phòng tổ chức hành chính, đúng không? Dạ Đây là đúng những rồi. đơn vị chức năng ha. Bệnh viện cũng tổ chức kiểu này, vân vân. Áp dụng trong trường hợp mà những doanh nghiệp nó có quy mô tương đối là gì, là Là lớn, lớn. đúng ha? Rồi thầy đồng ý, và thầy cho em điểm cộng về cái ví dụ của em là phù hợp.
Rồi, thầy cảm ơn Tường Hồng. Đó là cơ cấu tổ chức kiểu ma trận ha, kiểu ma trận. Thì cái cơ cấu tổ chức này nó phức tạp. Cái hình vẽ này chỉ là mang tính tượng trưng thôi, chứ thật ra nó thì cũng khó mà diễn tả được ha. Em tưởng tượng thế này, chẳng hạn như là tập đoàn Honda, nó hoạt động trên nhiều quốc gia khác nhau. Nhật Bản có, Thái Lan có, Việt Nam có, Trung Quốc có. Nó sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau, ví dụ như là xe ô tô 4 bánh, rồi xe 2 bánh, rồi động cơ, rồi phụ tùng. Và các cái bộ phận chức năng của nó thì gồm có là bộ phận kỹ thuật, là bộ phận kinh doanh, là bộ phận quản lý. Như vậy đó, để mô tả thì ta tưởng tượng giống như là một cái bàn, cái cạnh bàn chiều dài nó giống như là lãnh thổ, cạnh cạnh bàn chiều ngắn tương đương như là các sản phẩm, và cái chiều cao của cái cạnh bàn nó giống như là các cái nhóm chức năng. Thế thì giả sử như em làm cho Honda Việt Nam, vậy là em xác định trên cạnh bàn dài nó nằm ở chỗ nào. Rồi em làm ở đây là lĩnh vực là xe 2 bánh, như vậy em chiếu là trên mặt bàn nó nằm chỗ nào. Và em là cán bộ kinh doanh, thế thì em kéo xuống như vậy trong gầm bàn, nó sẽ nằm ở chỗ nào. Và với một cái mô hình không gian 3 chiều như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng thể hiện hơn về cái mô hình cơ cấu tổ chức ở những cái đơn vị mà nó chọn theo kiểu ma trận. Còn những cái hình ví dụ như thế này thì chúng ta phải nhìn khái quát hơn mới được. Và như vậy là thầy đã giới thiệu về các kiểu cơ cấu tổ chức. Vậy thì trách nhiệm của chúng ta là gì? Công việc của chúng ta là gì? Là ở đây đó là chúng ta sẽ lựa chọn kiểu nào cho doanh nghiệp mà mình vừa thành lập, mình vừa thiết lập hoặc là mình vừa mua được. Như vậy kết thúc ở cái phần thứ hai này, đó là chúng ta hiểu về các cơ cấu tổ chức và công việc của chúng ta là dựa trên các cái cơ cấu tổ chức đó mà chúng ta sẽ lựa chọn một cơ cấu nào cho phù hợp. Nhìn bề ngoài thì nó phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của mình, nhưng mà trong thực tế nếu mà mình lựa chọn nó không phù hợp, nó giống như là chúng ta lắp một cái bộ xương của con này vào con kia, thì khi đó nó sẽ không di chuyển được hoặc là nó sẽ di chuyển một cách khó khăn. Thì phần về cơ cấu tổ chức phần 2 đó thì thầy đã nói vậy. Giờ thầy sang nội dung thứ ba trong bài tổ chức, đó là vấn đề quyền lực. Quyền lực. Khi mà chúng ta thiết kế cơ cấu tổ chức thì theo anh chị chúng ta nên chọn cái xu thế là tập quyền hay là phân quyền. Tập quyền có nghĩa là chúng ta sẽ nắm hầu như là toàn bộ các cái quyền lực và hạn chế phân chia cái quyền lực của mình cho những người khác. Còn phân quyền tức là chúng ta sẽ mạnh dạn chúng ta chia bớt cái phần hành trách nhiệm và cái quyền cho các bộ phận để mà thực hiện. Vậy thì theo anh chị thì nên phân quyền hay là nên tập quyền? Nếu mà chúng ta tập quyền thì việc này dẫn đến là chúng ta buộc phải có mặt thường xuyên để mà xử lý công việc, là bởi vì vắng ta thì không có người để mà thay thế, để mà điều hành. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta ngả theo xuống phân quyền, vậy chúng ta có sợ rằng là gì? Cái quyền hành của mình sẽ bị suy yếu bởi vì chúng ta đã giao từng mảng công việc cho những người khác hay không? Vậy thì ở đây, theo anh chị thì chúng ta nên phân quyền hay là nên nên tập quyền? Bắt buộc là chúng ta phải phân quyền, mặc dù chúng ta mong muốn là chúng ta sẽ tập quyền, bắt buộc phải phân quyền mặc dù chúng ta mong muốn là phân quyền. Vậy thì giữa phân quyền và tập quyền chúng ta không hoàn toàn chạy về một cực đoan nào hết, vừa có sự phân quyền mà vừa có sự tập quyền ha. Rồi như vậy là ở đây đó là chúng ta cần phải hiểu là sự khác nhau, ngược nhau giữa tập quyền và phân quyền. Còn một cái khái niệm nữa đó là phân quyền và ủy quyền. Vậy thì
ai phân biệt dùm thầy, phân quyền với lại ủy quyền giống và khác nhau như thế nào? Phân quyền tức là mình phân tán cái quyền quyết định của mình trong công ty, trong một cái tổ chức thôi. Còn còn ủy quyền, ủy quyền tức là quyền đó là thuộc quyền quyết định của mình, nhưng mà mình ủy quyền lại cho một người cấp dưới hoặc là ủy quyền cho người khác, dạ, gọi là ủy quyền. Hết chưa? Em nói hết chưa? Dạ. Rồi, như vậy em nói phân quyền á, tức là phân tán cái quyền ra quyết định của mình cho người khác. Phân tán là thế nào? Phân tán là sao? Tức là chia ra. Ha? Rồi còn em nói ủy quyền, tức là mình ủy quyền lại cho người cấp dưới. Thầy nhắc lại em một nguyên tắc đưa ra định nghĩa, là không được dùng định nghĩa để định nghĩa nha. Như vậy thầy nhắc chung cho tất cả các bạn ở Đồng Tháp và Lâm Đồng. Thầy hỏi rắn là gì, em trả lời rắn là cái loại rắn mà nó biết bò. Thế thì như vậy ai hiểu được bò là gì? Bò là loại bò mà biết kéo xe, thì như vậy là không được. Em nói ủy quyền tức là mình ủy quyền cho cấp dưới, như vậy không được dùng định nghĩa lại trong định nghĩa đó, tại vì chúng ta đang chưa hiểu nó là gì ha. Như vậy là bạn Hồng nói phân quyền tức là phân tán cái quyền ra quyết định của mình cho người khác, còn ủy quyền thì thầy chưa hiểu. Ủy quyền là mình giao ủy thác lại cho một người khác làm thay nhiệm vụ của mình. Phân quyền là phân tán quyền, còn ủy quyền tức là ủy thác lại cho người khác làm thay mình ha. Rồi. Như vậy qua cái khái niệm mà Hồng nêu lên thì thầy hiểu rằng khi mà ủy quyền thì mình có mặt ở đó hay không? Ủy quyền. Khi ủy quyền thì mình có mặt ở đó hay không? Khi mình đã ủy quyền cho ai đó thì như vậy là mình có mặt ở đó hay không? Dạ không. À không, à, bạn nói là ủy quyền cho người khác ha. Ủy quyền cho người khác tức là mình không có mặt. Nên là trong trường hợp mà mình không thể có mặt thì mình sẽ ủy quyền. Dạ. Còn khi nào thì phân quyền? Phân quyền là mình có mặt nhưng mà mình phân tán quyền cho mọi người trong tổ chức. Thế nào là phân tán em? Bây giờ thầy hỏi thế này ha. Giao quyền. À vậy thì ủy quyền cũng là giao quyền. Thầy vừa nghe em nói ủy quyền cũng là ủy thác, tức là cũng giao quyền, phân quyền cũng là giao quyền. Rồi. Nhưng mà phân quyền thì mình cũng có thể còn quyền trong đó. Phân quyền mình còn quyền trong đó, còn ủy quyền khi mà mình ủy quyền rồi là mình không được ký cái quyết định hoặc là ký một cái gì ở trong cái đó thì mình đã ủy quyền rồi. Rồi. Và khi mà mình ủy quyền như thế thì có thể là người ủy thác đó này là không được ủy thác lại nữa cho một người thứ ba. Còn mà phân quyền như thế khi mà cái người có khi mà người ta có quyền trong tay thì người ta có thể ủy quyền lại. À rồi. À, bây giờ thầy góp ý với lại Hồng với lại tất cả các bạn ở Đồng Tháp với lại Lâm Đồng nha. Khi mà thầy hỏi là phân quyền với ủy quyền khác nhau như thế nào. Buổi sáng thầy có nói cái vấn đề lập luận thì em lưu ý thế này, đầu tiên em phải định nghĩa thế nào là phân quyền, thế nào là ủy quyền, rồi sau đó phân quyền và ủy quyền nó giống nhau ở những điểm nào và sau đó phân quyền và ủy quyền nó khác nhau ở những điểm nào. Khi mà em đưa ra những điểm khác biệt như vậy thì phải đưa ra cùng một tiêu chí để mà thấy à bên này là như vậy, bên kia là như vậy, như kia. Và sau đó em có thể em cho ví dụ để minh họa thì câu trả lời như vậy đối với thầy thì thầy mới chấm điểm cao được. Hồng rõ chưa? Dạ em rõ. Rồi và hiện tại đó thì thầy chưa chấp nhận ngay cái định nghĩa của cái cách giải thích của Hồng theo như cách lập luận như vậy nha. Rồi thầy cảm ơn bạn Hồng ha. Nào mà vậy thì dựa trên cái yêu cầu của thầy như vậy thì ai có thể là phân biệt cho thầy giữa phân quyền với ủy quyền một cách rõ ràng đầy đủ? Thưa thầy, ủy quyền tức là cái người ở trong cái đơn vị đó có cái ủy khi mà đi xa hoặc giả là không có mặt ở đó đó là không thể điều hành cái công việc trực tiếp được, sẽ ủy quyền lại cho một cái người nào đó trong đơn vị của mình trực tiếp lãnh đạo và điều hành cái công việc của mình trong một thời gian nhất định thôi.
Còn phân quyền tức là cái người có cái trách nhiệm cao nhất ở trong đơn vị, đó là phân việc cụ thể cho từng bộ phận. Ví dụ như là ông A sẽ làm trưởng phòng của phòng kỹ thuật, ông B sẽ là trưởng phòng tài vụ, vân vân. Nên mà cái việc phân quyền đó là có hiệu quả, có hiệu lực lâu dài. Dạ em xin hết. Rồi thầy cảm ơn Mỹ Phương ha. Thôi bây giờ thầy chốt lại để sau đó em sẽ nghe để mà biết được mình trúng được bao nhiêu phần nha. Thế thì thế này, phân quyền và ủy quyền, điểm giống nhau ở đây là cùng là giao quyền cho người khác, nhưng mà nó có một số điểm khác biệt như sau. Xét về mặt thời gian thì phân quyền là nó giao cho thời gian dài luôn, còn ủy quyền nó chỉ giao trong thời gian ngắn khi mà mình không có mặt ở đó để mà xử lý công việc. Về cái vị trí của người tiếp nhận thì phân quyền là mình phân quyền trong nội bộ, và như vậy ở đây người ngang cấp. Còn ủy quyền là cấp trên có thể ủy cho cấp dưới. Thầy lấy ví dụ trong ban giám đốc thì như vậy là người ta sẽ phân quyền là giám đốc chịu trách nhiệm chung, còn giám đốc tài chính thì chịu trách nhiệm về tiền bạc, còn giám đốc tổ chức thì chịu trách nhiệm về nhân sự. Thầy nói ví dụ như vậy, đó là phân quyền. Và trong điều này phân quyền là chia cái việc thực hiện trách nhiệm công việc cho từng người ngang cấp với nhau. Còn ủy quyền, bây giờ thầy có việc thầy không giảng được, thế thì thầy mới nhờ là gì, một là người bạn của thầy cũng là một giảng viên giảng, hai là thầy nhờ là gì, một anh lớp trưởng giữ trật tự lớp cho thầy. Thì như vậy ở đây khi mà ủy quyền thì có thể là ủy cho người ngang cấp hoặc ủy cho người cấp dưới. Cấp dưới rồi điểm khác thứ ba là về trách nhiệm, thì khi mà phân quyền á là đã giao quyền cho người ta một thời gian dài, thì như vậy ở đây là tạm xem như là người đó phải chịu trách nhiệm. Còn ủy quyền thì cho dù mình có ủy cho ai đi nữa, nhưng mà nếu người đó làm sai thì hoàn toàn mình vẫn chịu trách nhiệm. Thứ tư về hình thức thì phân quyền á thì người ta thường thể hiện qua cái quy chế hoạt động của đơn vị. Chẳng hạn như là trong ban giám hiệu thì trong quy chế sẽ ghi là hiệu trưởng làm gì, hiệu phó làm gì, trưởng phòng kỹ thuật làm gì, trưởng phòng hành chính làm gì, phó phòng làm gì. Như vậy là bằng quy chế. Còn hình thức của việc ủy quyền, một là bằng bằng miệng nhưng mà có sự công khai, và thứ hai đó là bằng bằng văn bản. Như vậy qua đó bạn thấy rằng là gì, phân quyền và ủy quyền nó có một điểm là giống nhau là cùng là giao quyền, nhưng mà nó là khác nhau ở nhiều tiêu chí khác. Như vậy thì ở đây đó chúng ta có một sự lưu ý, mặc dù trên cái slide của thầy có chiếu là phân quyền với tập quyền và phân quyền với ủy quyền, nhưng mà chúng ta thấy rằng hai chữ phân quyền này là khác nhau. Hai chữ phân quyền này khác nhau. Cái ở trên nó là phân quyền theo xu hướng là chia quyền ra, hoặc là dồn quyền lại. Còn ở dưới này phân quyền là giao quyền, nhưng mà giao quyền như thế nào. Còn ủy quyền cũng là giao quyền nhưng mà giao quyền như thế nào. Thành thử cái chữ của nó thì có vẻ là giống nhau, nhưng mà nghĩa của nó thì là gì, là khác nhau. Nên vậy chúng ta lưu ý rằng phân quyền và ủy quyền nó có sự khác biệt. Vậy trong thực tế chúng ta có ủy quyền hay không? Mọi người không thể có mặt thường xuyên, nên có lúc chúng ta sẽ phải là gì, nhờ một ai đó để mà làm giùm mình công việc. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng là trách nhiệm của mình đó là hoàn toàn chịu trách nhiệm khi ủy quyền, do đó phải biết chọn mặt gửi vàng khi ủy quyền ha. Bởi vì con dại là cái mang đấy. Còn cái việc mà phân quyền á là chúng ta khi mà thiết kế cơ cấu tổ chức thì chúng ta phải ghi ra là trưởng phòng thì làm gì, phó phòng thì làm gì, nó có một sự phân chia công việc trách nhiệm cho nó rõ ràng. Giờ trở lại câu 1. Cấp trên có quyền ra lệnh cho cấp dưới. Vậy thì cấp trên muốn ra lệnh gì cho cấp dưới cũng phải nghe theo. Có đúng không các bạn? Đúng không? Chắc chắn là không ha. Vậy thì dựa vào những cơ sở nào mà cấp dưới sẽ phục tùng cấp trên? Chúng ta phải hiểu điều này để rồi là gì, chúng ta mới điều hành cấp dưới được. Vậy thì dựa trên những cơ sở nào? Chúng ta sẽ theo dõi tiếp.
Ở đây cơ sở quyền lực gồm có là 5 cơ sở. Đó là quyền lực khích lệ, quyền lực cưỡng bức, quyền lực chính danh, quyền lực chuyên môn và quyền lực tôn phục. Thầy hỏi em thế này. Khi mà thầy yêu cầu em đứng lên như vậy đó thì tại sao em đứng lên? Giống như là ở cấp trên Ra lệnh cho cấp dưới. ta là cấp dưới ạ. À như vậy em là cấp dưới của thầy phải không? Rồi. Vậy thì bây giờ nó là một người nào đó à, họ yêu cầu em đứng lên thì như vậy em có đứng lên không? Tùy. Tùy theo Tùy theo ha. Rồi. Vậy thì trên này em nhìn trên slide em sẽ thấy là gì? Ở đây đó, cấp dưới tuân theo cấp trên là dựa trên 5 cơ sở, một là sự khích lệ, hai là sự cưỡng bức, ba là chính danh, chuyên môn, tôn phục. Vậy thì theo em thì cái nào? Khi mà thầy yêu cầu em đứng lên và thầy hỏi tên em nói tên. theo chính danh ạ. Chính danh, à vì thầy là thầy. Đúng không? Ha. Và trong quá trình giảng dạy thầy có quyền yêu cầu các bạn ngồi nói hay là đứng nói, thầy có quyền này nha. Như vậy là mọi người đều thừa nhận cái việc này. Rồi, bây giờ thầy đề nghị em thế này nè. Em cho thầy mượn 1 triệu đồng đi. Em nghĩ sao? Phải xem. Xem lại phải không? À xem lại. Như vậy là em có đồng ý hay không đồng ý? Em xem lại đi rồi đồng ý không đồng ý trả lời cho thầy biết luôn. Chắc là không. Nhưng mà cho thầy mượn vì mục đích gì ạ? À thầy xài chơi khi nào thầy thích thì thầy trả. À, thế nào? Trong trường hợp này nó có chính danh không em? Nó có chính danh không? Không. Đúng không? À, trong trường hợp này nó không chính danh. Như vậy đây, khi mà ta ra lệnh á, ta phải hiểu rằng là gì, dựa vào đâu mà người ta tuân theo. Nha, dựa vào đâu mà tuân theo. Em thấy rằng nếu mà thầy hỏi mà các bạn không chịu trả lời, vậy thì thầy làm sao để các bạn trả lời? Em có nhận xét không? Từ sáng tới giờ, Linh có nhận xét không? Em có thấy thầy có đưa ra phần thưởng À, thầy về khích lệ không? Thầy đưa ra phần thưởng ha. Và chính nhờ cái phần thưởng mà sao? Một số bạn là gì? Tích cực tham gia. Đúng không? Ha. Như vậy là thầy đã điều khiển các bạn thông qua cái việc là gì? À, khích lệ bằng cách là gì? Đưa ra một phần thưởng. Phải không? Rồi bây giờ thầy nói thế này. Ai trả lời được cho thầy câu này thì thầy sẽ cho 1.000. Thì theo em có ai trả lời không? dạ À, chắc là không phải không? Tại vì 1.000 nó làm sao? À, nó quá ít, nó không đủ khích lệ, đúng không em? À, rồi. Cũng có những người là họ không chịu trả lời. Vậy thế bây giờ thầy bảo là đưa micro cho người đó và thầy chỉ đích danh, thầy đề nghị người đó đứng lên. Vậy thì người đó có dám cãi không? không ạ. À, chưa thi nên không dám cãi phải không? Phải không? Trong trường hợp này thầy sử dụng quyền lực là gì? Bắt buộc. Nếu mà trường hợp mà cãi mà không nghe thì sao? À, có thể là sẽ tình hình nó sẽ xấu đi, đúng không? À. Rồi em thấy rằng trong quá trình mà trao đổi với nhau như vậy nè, thì người bạn này có ý kiến này, bạn kia có ý kiến kia. Em còn nghe rõ không, Linh? Lại À, rồi, trong quá trình mà trao đổi đó, thì thầy có ý kiến thế này, rồi các bạn thì có ý kiến người này người kia. Vậy thì theo em cuối cùng là ai đúng? dạ, nếu mà ý kiến đó phù hợp với câu hỏi mà thầy đưa ra. Ừ. Thầy đưa ra câu hỏi, sau đó người này trả lời, người kia trả lời, người nọ trả lời và cuối cùng thầy chốt lại. Vậy thì theo em là ai đúng trong các bạn và thầy? Dạ, câu trả lời của thầy chốt lại từ các ý kiến của bạn. Ừ, như vậy câu trả lời của thầy là đúng. Mà thường thường các em nghĩ là gì? À đúng là bởi vì thầy là thầy mà. Phải không? À, trong trường này về mặt chuyên môn thì chắc có lẽ là tụi em chắc cũng không cần phải mất nhiều thời gian thẩm tra lại. Phải không? À, rồi. Còn trường hợp nào là quyền lực tôn phục? Nếu một ai đó nhờ em làm một việc chính đáng ha, và không phải vì lợi ích của cá nhân cái người chờ, thì như vậy em có nghe theo không? Có nghe theo? Thầy hỏi lại nha. Lấy ví dụ thế này đi. Bây giờ thầy muốn dời cái máy chiếu sang cái vị trí khác,
Nhưng mà mình thầy rinh cái bàn, rinh không nổi vậy. Em thấy như vậy thì em có tự giác em đứng lên em phụ với thầy rinh cái bàn không? Có. À, dựa trên đâu? Thầy có bắt buộc em không? Không ạ. Thầy có đưa ra phần thưởng gì Theo không? sự tự giác của mình ạ. À, sự tự giác mình trong trường hợp này, quyền lực đó là gì? Tự em tuân theo. À, em thấy đó là việc đáng làm, phải làm. Được chưa? À. Như vậy ở đây đó là khi mà chúng ta điều hành một người khác, chúng ta ra lệnh, chúng ta khiến một người nào đó làm, thì chúng ta phải biết là chúng ta đang vận dụng cái cơ sở nào để cho người đó nghe theo mà tuân theo. Như vậy Linh rõ về năm cái cơ sở mà thầy chiếu trên bảng chưa? Dạ có ạ. Rõ rồi ha. Rồi cảm ơn Linh. Rồi mời em ngồi. Rồi thầy nhắc lại một chút về cái quá trình phân quyền. Khi mà chúng ta phân quyền thì chúng ta xác định các cái kết quả mà mình mong đợi, rồi sau đó chúng ta giao nhiệm vụ trước, rồi sau đó chúng ta giao quyền hạn và chúng ta xác định trách nhiệm của người được phân quyền ha. Đây là cái quá trình để mà phân quyền. Và khi mà chúng ta phân quyền thì phải tuân theo các cái bước đi như vậy ha, để nó không có bị thất bại. Và đây là một số nguyên tắc khi mà chúng ta ủy quyền. Các bạn xem ở đây có 7 nguyên tắc và các bạn có quyền thắc mắc về những nguyên tắc nào mà các bạn chưa hiểu thì thầy sẽ giải thích. Mà nếu mà sau 1 phút mà không ai thắc mắc gì hết, có nghĩa là các bạn hiểu hết. Thế thì thầy sẽ hỏi, mà nếu thầy hỏi mà trả lời sai thì thầy sẽ phạt. Rồi, bạn có 1 phút. Thầy đang hỏi là nguyên tắc là nguyên tắc của phân quyền hay nguyên tắc của ủy quyền? Em có thấy trên bảng cái chữ gì không? Tại vì trong tài liệu em thấy cũng nguyên tắc của phân quyền cũng giống y vậy. À, cái chữ phân quyền và ủy quyền về nguyên tắc thì nó đều là giao quyền. Ở đây là ủy quyền em, ha, nguyên tắc ủy quyền. Em hỏi nguyên tắc Rồi. về tính tuyệt đối trong trách nhiệm cái này em chưa hiểu lắm. Rồi, nguyên tắc về tính tuyệt đối trong trách nhiệm. Bây giờ thầy đang giảng ở lớp tụi em, giảng trực tiếp. Thế thì thầy có việc xuống dưới văn phòng khoa. Vì vậy mà thầy có nói là nhờ bạn Bảo Quyên là lớp trưởng trong lớp giữ trật tự lớp giùm thầy khoảng nửa tiếng rồi thầy sẽ quay trở lên. Thế thì một lát sau, đâu khoảng chừng 15 phút thì cán bộ phòng đào tạo đi ngang, thấy lớp này rất là ồn, mất trật tự. Thế thì sau đó vào hỏi thầy giáo đâu, thì các bạn trả lời là thầy xuống rồi, thầy xuống ở dưới. Sau đó cán bộ phòng đào tạo xuống dưới khoa và gặp thầy dưới. Thế thì có trách thầy là tại sao lớp thầy giảng lại ồn như thế. Thầy mới giải thích, thầy bảo ban nãy thầy giảng nhưng mà khi mà thầy đi thì thầy có giao cho Bảo Quyên rồi và thầy dặn Bảo Quyên giữ trật tự. Như vậy cái chuyện mà lớp mất trật tự này là trách nhiệm của Bảo Quyên chứ không phải là trách nhiệm của thầy, bởi vì thầy ngồi ở đây chứ thầy đâu có ngồi trên lớp mà thầy gây ra chuyện này. Câu trả lời như vậy có được hay không em? Câu trả lời như vậy được không? Dạ được ạ. Ủa, thầy trả lời như vậy mà em chấp nhận được hả? Nếu như vậy thì bây giờ thầy lập ra một công ty rồi sau đó thầy thuê một người làm giám đốc, thầy giao cho người đó, thầy ủy quyền cho người đó ký, thế là người này ký tầm bậy tầm bạ rồi sau đó là gì? À, chuyện nó xảy ra là lừa gạt đổ vỡ hết. Thầy bảo này đâu phải tôi ủy quyền cho người đó rồi, người đó chịu trách nhiệm hết. Thầy trả lời như vậy được không em? Được không? Nhờ sao người người chủ trách nhiệm là người chủ. À, như vậy là cái người mà ủy quyền á, nếu xảy ra sai sót thì họ có chịu trách nhiệm không? Người nhận ủy quyền không chịu trách nhiệm. À, cái người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm, và còn người nhận ủy quyền thì nói rằng không chịu trách nhiệm thì không đúng, mà cái người nhận ủy quyền chỉ chịu trách nhiệm với người ủy quyền thôi, nhưng mà người ủy quyền thì vẫn chịu hoàn toàn trách nhiệm đã được giao. Em đồng ý không? Như vậy thì em hiểu chữ tính tuyệt đối trong trách nhiệm chưa? Dạ rồi. Rồi, cảm ơn em. Rồi, có ai thắc mắc gì không? À, thầy muốn hỏi em là giao quyền theo chức năng nha. À, nguyên tắc này như thế này.
Bây giờ nếu mà trường hợp mà thầy đang giảng mà thầy có việc thì à, ngày mai là thầy sẽ phải giảng nhưng mà thầy bận việc thầy không thể giảng được. Thế thì bây giờ thầy sẽ nhờ ai? Thầy sẽ nhờ ai? Thầy nhờ giảng viên khác là một, thầy nhờ một cán bộ quản lý của phòng đào tạo là hai. Thì theo em thầy nên nhờ ai? Dạ, theo em thì thầy ủy quyền lại cho người đồng nghiệp mà cùng với là phù hợp với chuyên môn để thầy giao lại quyền ạ. Rồi, câu hỏi đó là dễ, bây giờ tới câu hỏi này khó hơn nha. Bây giờ thầy đang giảng trực tiếp, thầy có việc đi vắng khoảng nửa tiếng. Vấn đề đây là thầy cần giữ trật tự. Vậy thì bây giờ thầy sẽ A là thầy nhờ là một giáo viên khác. B là thầy nhờ cán bộ phòng đào tạo. C là thầy nhờ anh bảo vệ của nhà trường. Rồi D là thầy nhờ lớp trưởng. Vậy thì theo em thầy nên nhờ ai? Dạ, Giáo viên khác. theo em thì thầy nên nhờ lớp trưởng quản lý lớp ạ. À, trong vòng nửa tiếng ha, lớp trưởng sẽ quản lý lớp được. Vậy theo em khi mà thầy đi như vậy thì tụi em có nghe lớp trưởng không? Nghe không? Nghe theo Nghe. lớp trưởng. Rồi, có ăn thịt lớp trưởng không? Có ăn hiếp lớp trưởng không? À, chắc là không phải không ha. À. Nên ở đây khi mà mình ủy quyền á, mình giao quyền thì mình giao theo đúng chức năng. Như vậy ở đây cái anh bảo vệ của trường có thể anh giữ trật tự rất là tốt nhưng mà trong phạm vi ngoài trường, nhưng mà trong phạm vi trong trường là trong lớp thì lại khác, đúng không em? Thành thử ra mình không nên giao cho một người là trái chức năng. Ví dụ công việc phòng kế toán nếu mình giao lại thì giao cho người thuộc phòng kế toán, không giao cho người phòng kỹ thuật được. À. Rồi em chuyển micro cho người bên cạnh của em, bên tay phải. Rồi chào em. Nguyên tắc cuối cùng, tương xứng giữa quyền hạn và trách nhiệm. Ha. Em hiểu thế nào là tương xứng giữa quyền và trách nhiệm? Theo em thì quyền và trách nhiệm phải bằng nhau hay là cái nào lớn hơn? Thưa thầy, là em nghĩ là quyền và trách nhiệm ngang nhau ạ. À là phải ngang nhau ha, là Dạ. phải ngang nhau. Nhưng mà trong thực tế thì theo em nó có ngang không? Trong thực tế để cho nó ngang, nó có ngang được không? Khó mà ngang, không? Khó mà ngang. Giả sử như xảy ra là quyền nhiều mà trách nhiệm ít thì hiện tượng này người ta gọi là gì? Em giao cho người ta quyền mà giao thật nhiều mà trách nhiệm thì giao thật ít, hiện tượng này gọi là gì? Em có biết không? Phải lợi dụng quyền hạn không thầy? À, ngắn gọn thôi, người ta gọi là cái gì quyền? Lạm quyền lại thầy. Lạm quyền, lạm quyền hay lộng quyền em? Lộng quyền. Lộng quyền hay lạm quyền? Rồi, và em đứng lên này, em đứng lên. Mời em đứng lên. Nếu em trả lời sai câu này, thầy phạt em 500 ngàn. Nghe rõ chưa? Em trả lời thầy nghe, nghe rõ chưa? Dạ. Nếu em trả lời sai câu này thì phạt em 500 ngàn. Vậy thầy đang lộng quyền hay lạm quyền đấy? Lộng quyền nữa thầy. Lộng quyền. Như vậy lộng quyền là sao? Là sử dụng một cái quyền mà mình không có, mình không được phép. Vậy bây giờ nếu mà em trả lời sai câu này, thầy cho em rớt môn thầy. Vậy thầy lộng quyền hay lạm quyền? À. Nếu em trả lời sai câu này, thầy cho em rớt cái môn của thầy. Vậy thầy lộng quyền hay lạm quyền? Lạm quyền ạ. Lạm quyền. Như vậy lạm quyền là sao? Tức là sử dụng quá cái quyền mà mình được phép sử dụng. Hiểu không? Theo em thì thầy có quyền đánh rớt sinh viên không? Có không? Thầy có quyền cho người này đậu người kia rớt không em? Có không? Em nếu em nói không, em có muốn thử không? À, có muốn thử không? À, em tên gì nói là thầy cho thử.
Có thử không? Dạ không ạ. À, không thử. Thầy giáo ha, có quyền đánh rớt và có quyền chấm đậu với lại học trò mình, đúng không? Ha. Nhưng mà không phải vì một câu trả lời sai mà kết luận luôn là đánh rớt người đó, đúng không em? Đúng không? Ha. Đó, đánh đậu hay rớt là đánh giá cả một quá trình học tập. Ha. Như vậy ở đây nếu mình sử dụng quá quyền thì đó là lạm quyền. Còn nếu mình sử dụng mà không có cái quyền mà mình được phép, ha, thì trường hợp đó gọi là lộng quyền. Như vậy trường hợp mà quyền nhiều mà trách nhiệm ít thì người ta gọi là lộng quyền hay là lạm quyền. Bây giờ ngược lại, trường hợp mà trách nhiệm nhiều mà quyền không đủ thì theo em thì người ta gọi là gì? Người ta gọi là gì? Trách nhiệm nhiều mà quyền thì là ít. Ví dụ như em là cảnh sát giao thông, à, nhiệm vụ của em là gì? Giữ trật tự trên đường phố rồi, và thầy giao cho em cái cây còi và cây gậy vậy thôi, thầy không cho em súng. Mà nếu mà có cho em súng thì cho em khẩu súng ni lông thôi để mà đeo cho nó oai thế thôi. À, vậy thì theo em thì em có làm việc được không? Em làm việc được không? Làm việc nhưng mà sẽ khó thôi. À khó. Nếu mà thấy người vi phạm luật giao thông em thổi đứa nào sợ thì nó dừng lại ha, em chỉ nó sợ. Nhưng mà nếu nó chạy thì sau đó em chạy bộ theo, phải không? Ha, nó thấy em chạy bộ theo cái nó thắng xe lại, nó hỏi em muốn gì. À, cái em móc khẩu súng ra, nó nhìn thấy khẩu súng ni lông, sau nó làm sao, em làm gì nữa, em chả làm gì được hết đó. Vậy trong trường hợp mà trách nhiệm thì nhiều mà quyền không đủ, quyền không đủ để làm thì hiện tượng này người ta gọi là gì? Người ta gọi hai chữ, đó là chữ gì em biết không? Ừ. Bất lực, vì đâu có làm được, phải không? À. Rồi như vậy ở đây đó là không nên quyền nhiều hơn mà cũng không nên ngược lại là trách nhiệm nhiều hơn quyền, mà quyền và trách nhiệm phải tương xứng. Vậy thì theo em thì lấy cái nào làm mốc trước đây, lấy trách nhiệm trước hay lấy quyền trước? Trách nhiệm trước hả? Lấy trách nhiệm trước rồi sau đó mới giao quyền để mà thực hiện trách nhiệm đó, đúng không? À, rồi rồi cảm ơn em, mời em ngồi. Về nghệ thuật ủy quyền, à, thì đây là cái khéo của người giao quyền, là chúng ta nên sẵn sàng tạo cơ hội cho người khác, sẵn sàng chia sẻ, à, cho phép người khác mắc sai lầm. Điều này cũng là việc khó, à, tin cậy cấp dưới và phải có sự kiểm tra, thì nó là cái nghệ thuật trong quá trình ủy quyền. Có thắc mắc cái nào không? Chỗ mà Ừ. cái ô vuông thứ ba Ừ. sẵn sàng cho người khác, cho phép Mắc người sai khác lầm. mắc sai lầm. À. À, khi mà em ủy quyền thì thường thường cái người này có làm tốt như em làm không? Không, có thể À. tốt hơn hoặc là không. Có thể tốt hơn, như vậy là họ chuyên nghiệp lắm em ơi. Mà thường thường nếu mà chuyên nghiệp thì mình đã làm rồi nha. Nên thực tế thường thường ở đây khi mình ủy quyền thì cái người khác, giống như bây giờ thầy đang giảng dạy nè, mà bây giờ thầy kẹt, thầy nhờ người khác thì cái người khác đó là khó mà làm tốt được bằng thầy lắm. Tại vì thầy là người làm việc chính, đúng không? Vậy thì khi mà mình đã nhờ người khác làm như vậy thì theo em họ không làm được tốt bằng như mình thì có thể họ phạm sai sót không? Có Chắc có thể là không? có, À, có thể sẽ có sai sót. Như có thể vậy sẽ là có. em có nghe câu người ta nói là tin thì mới dùng mà không tin thì đừng dùng, có nghe câu này không? Dạ có. À, vậy thì ở đây đó, nếu mà mình giao mà mình nghi ngờ thì chắc chắn là mình không dám giao, đúng không em? À, nên ở đây đó là khi mình tin người ta thì người ta được một cái sự động viên, người ta sẽ cố gắng người ta thực hiện. Còn nếu mình giao cho người ta mà mình nghi ngờ thì tự nhiên người ta cũng mất đi cái hào khí và người ta thực hiện. À, mà nếu mà trường hợp mà mình thấy người ta làm sai, mình lại hoàn toàn chịu trách nhiệm mà mình không dám nhận trách nhiệm, mình không chấp nhận những cái sai sót như vậy thì chắc chắn là mình sẽ không có dám ủy quyền cho ai hết. Nên ở đây đó là một trong những cái nghệ thuật của ủy quyền, là chẳng hạn như là thầy giao cho lớp trưởng trong lớp là thầy chấp nhận là lớp nó sẽ ồn hơn là khi thầy có mặt. Nhưng mà vấn đề là ồn ở cái mức độ thầy chấp nhận được. Được chưa? Ha? Mà khi mà thầy tin tưởng điều đó thì thầy mới dám giao được, và thì mới có cái chuyện ủy quyền xảy ra được. Em hiểu chưa? Em hiểu Ừ. rồi đấy. Rồi rồi.